Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hamai Perfume. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một review về một loại nước hoa vô cùng nữ tính và gợi cảm nữa. Đó chính là 212 Sexy của Carolina Herrera New York. Bây giờ chúng ta hãy cùng unbox chai nước hoa này nhé. Thiết kế bao bì của chai nước hoa này có màu hồng tím ngọt ngào, và điều vô cùng đặc biệt chính là thiết kế của vỏ chai nước hoa này các bạn ạ. Điều đặc biệt của chai nước hoa này chính là thiết kế hình viên đạn của nó. Và bất ngờ hơn cả là mình thực sự cũng không thể ngờ rằng nó chính là hai chai nước hoa ở hai phía chứ không phải là một chai đơn các bạn ạ. Đây, nó như thế này này. Mỗi chai nước hoa nhỏ này có dung tích là 50ml. 212 Sexy thuộc nhóm hương hoa cỏ phương Đông dành cho nữ và được ra mắt vào năm 2004. Sự hòa quyện của bốn hương cam, hoa hồng, xạ hương, vani tạo nên một mùi hương vô cùng nữ tính, quyến rũ và gợi cảm. Độ lưu hương thì khá là lâu, có thể giữ được từ 7 đến 12 tiếng. Và chúng ta nên sử dụng mùi hương này vào mùa xuân, mùa thu và mùa đông nhé. 212 Sexy mang cho mình những tinh hoa của sự gợi cảm, quyến rũ, ấn tượng khó có thể cưỡng lại được. Và mình tin chắc rằng bất kỳ cô gái nào cũng sẽ thích mê mẩn mùi hương này. Và bạn có muốn trở thành một cô gái quyến rũ cùng 212 không? Hãy thử nhé! Bye bye!